Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 734 Phật Thuyết Quỷ Vấn Mục Liên Kinh. Hán Dịch Đờ Hầu Hán Tâm Tạng Pháp Sư An Thế Cao Nguyện Đức An Tức. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ở vườn Trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Lúc bấy giờ vào buổi chiều, một kiền liên xuất hiện đi dạo bên bờ sông Hằng. Thấy các ngạ quỷ chịu tội không giống nhau. Lúc đó ngạ quỷ nhìn thấy tôn giả một kiền liên đều sinh tâm cung kính đến hỏi nhân duyên. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, tôi thường bị tai họa, đau đầu, tôi mắc tội gì và chịu quả báo như vậy? Một kiền liên đáp: ông mơ lúc làm người, tôi dùng gậy đánh lên đầu chúng sinh, nên chịu họa báo và vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, tiền của vô kể như là thích ăn mặc rách rưới, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, bố thí làm phước mà trở lại hối tiếc, nên chịu họa báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay không có chỗ ngủ đêm nhất định, thường ở nhờ vào đường hẻm, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, khách đến xin nghỉ, không cho ở yên, thấy khách khác mới đến là nỗi sân giận, đã chịu quả báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: tôi ăn không kịp nhai, cả học lớn mà không no, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người chẳng cần cho chúng sinh, làm cho họ không được no đủ, nay chịu họa báo và vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, bụng to như cái vò, cổ nhỏ như lỗ kim, ăn nuốt không được, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, làm chủ làng xóm, tự mình cậy vào thế lực, xem thường mọi người, luôn đánh đập bức bách để đòi thức ăn ngon, nay chịu họa báo và vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, tôi thường bị bệnh nhọt, thối nát ở nam căn, đau không thể nói, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc là người nơi tháp Phật, nơi tịnh xá thanh tịnh, tôi là bị khâm dục, nên chịu quả báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, có nhiều con xinh đẹp dễ thương mà lại chết sớm, do đến sự sanh lìa đó, đau đớn không thể nói được, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, thấy trẻ con sát sinh ăn thịt thì vui theo, sát sinh cho nên chết yểu, vui theo cho nên đau buồn, nên chịu họa báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, có một con chó rất lớn, răng bén nhọn, hai mắt đỏ như lửa, thường đứng cắn tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: lúc ông làm người, đem chó đi săn, giết hại chúng sinh, không có chút từ tâm, nên chịu họa báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, thân thể luôn bị bệnh, đau đớn khắp nơi, không chịu đựng được, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, tôi chẳng lưới bắt cá, mà khi bắt được lũ cá luôn ném lên cát đất, khiến chúng bị chết đau đớn, nên chịu họa báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, có một người luôn cầm dao cắt thịt tôi, cắt hết rồi bỏ đi, chốc lát thịt mọc ra lại đến cắt đâu không thể nói, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, thích bỏ mắt chúng sinh, không có một chút lòng từ, cho nên nay chịu họa báo phải vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, ngu muội không biết gì cả, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc là người, có ép người khác uống rượu, khiến họ điên đảo, nay chịu quả báo và vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, tôi thường bị khát bức bách, đi thấy sông Hằng muốn xuống uống để trừ khát khô cổ ấy, mới xuống sông thân thể liền bị thiêu đốt, gân thịt lìa xương, khát quá muốn uống như mọi người, nhưng từ miệng đến bụng ngũ tạng liền bị thiêu đốt, đau đớn không thể chịu nổi, tôi mắc tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, tôi thiêu đốt núi rừng, tàn hại chúng sinh, cho nên nay chịu họa báo, bị đọa vào địa ngục. Một vị hỏi: từ khi sinh đến nay, tôi thường bị đói khát, muốn tới chỗ nhà sĩ lấy phần ăn mà ăn, nhưng ở đây có một con quỷ rất mạnh, dùng gậy đánh tôi, nên tôi không thể đến gần được, tôi mắc tội gì mà phải chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, làm chủ ngôi chùa, có tỳ kheo khách đến thì keo kiệt tham tiếc, không cho họ ăn uống, để khách đi rồi bèn cho tăng trong chùa keo kiệt tham tiếc Phật chùa tăng, cho nên chịu họa báo, bị đọa vào địa ngục. Một quỷ hỏi: từ khi sinh đến nay, thường ở chùa bất tịnh, khắp thân hôi thối không thể lìa nổi, lúc đó là ăn đồ bất tịnh ấy, tôi mắc tội gì mà chịu họa báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người, là con của nhà Bà La Môn, có một đạo nhân sau buổi trưa đến nhà ông xin ăn. Ông lúc đó làm phương tiện như thế này, khiến đạo nhân nọ không dám đến xin nữa. Ông lấy bình bát, bỏ đầy phân ở dưới, rồi lấy cơm phủ lên trên. Đạo nhân nhận được bình bát trở về trụ cổ, đặt qua một bên, đôi tay xúc miệng xong, đã bình bát muốn ăn. Trong bình bát xong lên mùi hôi thối, không thể đến gần.
vì lý do đó phải đọa vào địa ngục đời bị lai của ông, lại bị đọa vào ngục phẫn tỷ di lê. Một vị hỏi: từ khi sinh đến nay, trên vai có bình đồng chứa đầy nước đồng xô, một tay thì cầm vé múc nước đồng xô lấy tưới lên đầu, đôi đó không thể nói hết, tôi bắt tội gì mà chịu quả báo như vậy? Một liền đáp: ông lúc làm người làm Giuđa trông coi việc tăng chúng trong chùa, có một bình mở sữa đem giấu nơi khác, không dọn cho khách tăng. Họ đợi họ đi rồi dọn cho tăng chúng trong chùa. Bình mở sữa ấy là vật của tăng Chiêu Đề, tất cả đều có phần. Vì keo kiệt tam tiết vật của tăng Chiêu Đề nên nay bị đọa hòa báo, bị đọa vào địa ngục. Từ khi sinh đến nay, hoặc lên núi đào, hoặc vào đường kiếm, hoặc rơi vào lưỡi dữ hay trong vẹt nước sôi, ở trong địa ngục chịu khổ nhiều cách không dứt dừng nghỉ, tôi mới chịu tội gì mà phải chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người làm chủ công việc tế lễ trời, nấu giết tam sinh, cúng tế thiên thần, máu thịt rơi vãi khắp chốn, đã nói với mọi người các ông cúng tế như vậy sẽ được nhiều điều lợi lạc tốt đẹp. Ông nói lời tà vậy này là lời yêu nghiệt, khinh khi dối mọi người, dối trá mê hoặc cả cha mẹ, vì thế nên bị đọa vào địa ngục. Là có một con quỷ hỏi: từ khi sinh ra thường phải nuốt hòn sắc nóng, tôi mắc tội gì phải chịu quả báo như vậy? Một liên đáp: ông lúc làm người làm sa di dùng nước sạch pha đường phèn thì lớn và cứng, ông trộm đập lấy một ít vì chúng tăng chưa ăn mà trộm ăn trước, vì nhân duyên đó cho nên bị đọa vào địa ngục. Đời bị lai của ông cũng thường bị nuốt hòn sắc nóng. Lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên cùng với các ngạ quỷ và nói về nhân duyên kiếp từ kiếp trước của chúng sau, bèn trở lại núi Kỳ Sa Quật. Tất cả đại hội nghe Phật giả nói pháp đều đảnh lễ phụng hành.